X51 Story mến chào quý thính giả. Lịch sử xứ Đàng Trong, từ khi chúa Nguyễn Hoàng mở cõi cũng đã ghi nhận nhiều nỗ lực gìn giữ chủ quyền biển đảo đất nước. Tiếp nối các chúa Nguyễn, sau này, các vua Nguyễn cũng đã có nhiều hành động nhằm gìn giữ chủ quyền biển đảo quốc gia. Đó có thể là những quyết định điều quân khiển tướng trấn giữ biên cương, đó có thể là những hoạt động mở mang sinh kế cho người dân nơi biển đảo, nhưng quan trọng hơn cả và nổi bật hơn cả vẫn là những trận hải chiến. Những trận chiến ấy có thắng và cũng có thua, nhưng một điều không thể phủ nhận là hùng tâm tráng trí của người dân đất Việt khi đứng lên bảo vệ biển đảo quê hương. Cửa Thuận An, hay dân gian còn gọi đơn giản là Cửa Thuận, nằm cách trung tâm thành phố Huế ngày nay chỉ chừng 13 km đường bộ hay chỉ hơn 10 km đường sông. Khi mới hình thành cách đây chừng 600 năm, cửa biển này có tên gọi là Cửa Eo, còn sách sử thì ghi là Yên Hải Môn. Mãi đến thời vua Gia Long năm 1819, nơi này mới đổi tên là Cửa Thuận An, với ý nghĩa cầu mong mọi tàu thuyền ra vào đều được bình an, thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên, trong 600 năm tồn tại đến ngày nay, Cửa Thuận An đã trải qua 4 chu kỳ mở ra, lấp vào, thay đổi diện mạo, phần nhiều là do thiên nhiên tác động nhưng cũng có phần do con người tác động. Dẫu vậy thì cửa biển này vẫn giữ một vị trí quan trọng về giao thông vận tải, an ninh quốc phòng và là một thắng cảnh tiêu biểu của xứ Huế xưa. Phải chăng vì vai trò an ninh quốc phòng và giao thông vận tải quan trọng như thế mà vua Minh Mạng đã cho đúc hình ảnh cửa biển Thuận An, Thuận An Hải Khẩu, lên cửu đỉnh? Về an ninh quốc phòng, trước đây các chúa Nguyễn cũng đã chú trọng trấn giữ nơi này, nhưng đặc biệt dưới thời vua Gia Long đã cho dựng nơi cửa biển này một pháo đài phòng thủ đặt tên là Trấn Hải Đài, đến năm 1834 thì nâng cấp thành Trấn Hải Thành, xây thêm lầu quan hải và duy trì một ngọn đèn lồng đường kính đến 3 mét làm hải đăng, vừa để hỗ trợ thuyền bè ra vào an toàn, vừa gia tăng khả năng phòng thủ quân sự cho tòa thành. Nhưng cũng chính bởi vị trí đặc biệt quan trọng về quân sự, quốc phòng như trên mà cửa biển này đã chứng kiến rất nhiều những trận thủy chiến, mà trong đó nổi bật nhất là hai trận chiến với người Tây Dương vào các năm 1643 và 1883. Không ít ý kiến cho rằng kết cục của hai trận hải chiến này đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự thịnh suy của chính quyền các chúa Nguyễn trước đây và các vua Nguyễn sau này. Sau đây X51 Story sẽ cùng quý thính giả tìm hiểu về những trận hải chiến tiêu biểu trong giai đoạn cầm quyền của các chúa Nguyễn và sau này là các vua Nguyễn. Một là hải chiến năm 1585 đánh bại cướp biển, mở mối thông thương. Sách Đại Nam Thực Lục Tiền Biên ghi, Ất Dậu, năm thứ 28, tức năm 1585, mùa xuân, tháng 3, bấy giờ có tướng giặc nước Tây Dương hiệu là Hiền Quý đi 5 chiếc thuyền lớn, đến đậu ở cửa Việt, Do Linh, Quảng Trị ngày nay, để cướp bóc ven biển. Chúa sai Vương Tử thứ 6 lĩnh hơn 10 chiếc thuyền tiến thẳng đến cửa biển, đánh tan 2 chiếc thuyền giặc. Hiền Quý sợ chạy. Vị Vương Tử thứ 6 mà Đại Nam Thực Lục Tiền Biên nhắc tới chính là chúa Nguyễn Phúc Nguyên, tức chúa sai sau này. Còn tướng giặc Tây Dương hiệu là Hiền Quý, theo giáo sư Kawamoto Kuni, một giám đốc trung tâm nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa, trường Đại học Ngoại ngữ Tokyo, khẳng định dựa trên cuốn ngoại phiên thông thư, chính là phiên âm tiếng Hán là Bạch Tân Hiền Quý. Cũng trong cuốn Sứ Đàng Trong, lịch sử kinh tế xã hội Việt Nam thế kỷ 17 và 18, tiến sĩ Litana đặt câu hỏi là không biết vì sao Shirahama Kenki lại bị cho rằng đó là người Tây Dương. Nhưng điều đặc biệt là vào 16 năm sau, năm 1601, trong một bức thư chúa Nguyễn Hoàng gửi tướng quân vùng Tokugawa, Nhật Bản, trong thư Nguyễn Hoàng gọi tướng quân Tokugawa là Gia Khang Công, về việc liên quan tới Kenki. Theo lá thư, tàu của Kenki đã bị vỡ tại cửa Thuận Hóa, còn Kenki bị quan đại đô đường ở Thuận Hóa vì không biết rằng ông ta là một thương gia hợp pháp, nên đã xảy ra tranh chấp. Trong cuộc giao tranh ấy, viên đại đô đường này đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh như Kenki cũng bị bắt, may mà chúa Nguyễn đã kịp thời ngăn cản việc quân Nam giết hại Kenki. Trong thư phúc đáp, Tokugawa cảm ơn vì đã tha cho Kenki và thủy thủ trên tàu, kèm thêm lời đề nghị, trong tương lai, các tàu thuyền từ xứ chúng tôi tới thăm xứ của ngài phải được chứng nhận bởi con mộc đóng trên bức thư này, và tàu thuyền nào không có con mộc sẽ bị coi là bất hợp pháp. Theo tiến sĩ Litana, Sứ Đàng Trong, lịch sử kinh tế xã hội Việt Nam thế kỷ 17 và 18. Đó chính là khởi đầu cho mối quan hệ bang giao giữa Sứ Đàng Trong với Nhật Bản, mà cụ thể là với chế độ Suinzo, thời kỳ châu Ấn thuyền nổi tiếng trong lịch sử hải thương nước Nhật, kéo dài từ năm 1592 đến 1635. Qua các tài liệu lịch sử, ta thấy trận chiến năm 1585 là trận chiến bảo vệ người dân, bảo vệ vùng biển đảo nước Việt, nhưng sau trận chiến đó, chúa Nguyễn Hoàng cũng đã có ứng xử một cách nhẹ nhàng, nhân văn với người Nhật Bản, và từ đó mở ra mối bang giao bền vững với quốc gia Đông Á này trong suốt một thời gian dài, đóng góp rất nhiều cho sự thịnh vượng của xứ Đàng Trong. Hai là hải chiến Cửa Eo năm 1643, lần đầu tiên người Việt thắng người Âu trên biển. Cửa Eo chính là tên gọi sơ khai của cửa biển Thuận An bây giờ, và trong sách sử cổ, cửa biển này còn có tên gọi khác là Yêu Hải Môn. Theo nhà nghiên cứu Phan Thuận An, trong lịch sử, ngoài việc là một thắng cảnh, cửa biển này còn nắm giữ một vai trò đặc biệt quan trọng về giao thông vận tải và an ninh quốc phòng đối với vùng đất Phú Xuân Huế. Vào năm 1643, Cửa Eo đã là nơi diễn ra trận hải chiến quan trọng của các chúa Nguyễn nhằm bảo vệ cuộc sống bình yên của cư dân và chủ quyền biển đảo quốc gia. Đó là trận chiến diễn ra vào ngày 7 tháng 7 năm 1643 giữa hạm đội của công ty Đông Ấn Hà Lan và thủy quân của nhà Nguyễn ở xứ Đàng Trong.
Cuộc chiến này là đỉnh điểm của xung đột dai dẳng giữa công ty Đông Ấn Hà Lan với sứ Đảng Trong kéo dài từ năm 1637 đến năm 1643. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, thủy quân Việt đánh bại một hạm đội lớn của châu Âu và sau trận chiến đó, công ty Đông Ấn Hà Lan không dám đưa thuyền vào Đảng Trong nữa. Trong thời kỳ Trịnh Nguyễn phân tranh, chú Trịnh ở Đảng Ngoài thường xuyên cho quân vào đánh nhà Nguyễn nhưng không giành thắng lợi. Tháng 3 năm 1637, tàu Vrô của Hà Lan từ Nhật Bản đến Turin, Đà Nẵng, rồi ra Đông Kinh, xin vua Lê, chúa Trịnh cho phép đến buôn bán ở Đảng Ngoài và dâng vua Lê hai khẩu Đại Bác. Nhân đó, chúa Trịnh có yêu cầu người Hà Lan giúp mình trong cuộc chiến tranh với họ Nguyễn. Từ thời điểm đó, người Hà Lan và các chúa Nguyễn bắt đầu có sự xung đột và ngày càng trở nên căng thẳng, thậm chí dùng đến bạo lực khi một đoàn trưởng của 5 chiếc tàu với quy mô 152 thủy thủ, 70 binh sĩ thuộc Đông Ấn Hà Lan là Van Lievel lên bộ, bị quân chúa Nguyễn đánh giết cùng 12 binh sĩ. Một đoàn trưởng khác là Van Linga đem giết 20 người Việt mà họ bắt trước để làm con tin, nhưng Van Linga không dám lên bộ. Chú Thượng bèn bắt giết một thương nhân Hà Lan đang bị giam. Để trả thù, Van Linga bắt 107 người Việt họ gặp trên các làng ở dọc bờ biển đem xuống tàu, rồi cho tàu chạy ra Bắc. Tháng 7 năm 1643, một lần nữa đáp ứng yêu cầu của chúa Trịnh, đội chiến thuyền của Hà Lan tiến đến Đảng Ngoài hội quân với chúa Trịnh, đội này chia làm hai nhóm. Nhóm tàu chiến Hà Lan thứ nhất gồm 5 thuyền đến trước hợp cùng 10 vạn quân của chúa Trịnh Tráng chuẩn bị đánh Đảng Trong. Nhóm thứ hai gồm 3 tàu chiến lớn của Hà Lan dưới sự chỉ huy của Peter Beck khởi hành sau nhưng trên đường gặp bão, thay vì phải đến Đảng Ngoài thì lại hướng cửa eo. Nhóm này gồm 3 chiến thuyền dẫn đầu mang tên The Widen do Peter Beck chỉ huy, thuyền thứ hai Waterhorn do Jan Essen chỉ huy và thuyền thứ ba Dovos, chưa rõ ai điều khiển. Nhóm này do gió bão đánh giạt mà tình cờ chạy về phía cảng eo. Ngày 7 tháng 7 năm 1643, Thế tử Nguyễn Phúc Tần dẫn 50 thuyền tiến thẳng ra cảng eo. Khi nhìn thấy đội thuyền Đông Ấn Hà Lan, thì binh nhà Nguyễn chủ động lao thẳng vào tấn công. Với số lượng vượt trội, đội thuyền chúa Nguyễn nhanh chóng bao vây 3 chiến hạm Hà Lan và đánh phá quyết liệt. Thủy quân chúa Nguyễn đã tràn lên bom chiến hạm lớn nhất của Hà Lan do thuyền trưởng Peter Beck chỉ huy, bẻ bánh lái, chặt gãy cột buồm khiến chiến hạm này bị tê liệt hoàn toàn. Bị dồn vào bước đường cùng, thuyền trưởng Hà Lan cho châm lửa đốt kho thuốc súng, khiến tàu nổ tung. Hầu như toàn bộ những người có mặt trên tàu, gồm quân chúa Nguyễn và 200 binh sĩ Hà Lan cùng thuyền trưởng thiệt mạng. Hai chiến hạm còn lại bỏ chạy, một chiếc bị đâm đá chìm xuống biển. Thủy quân của chúa Nguyễn đã giành chiến thắng nhưng chìm 7 thuyền và mất 700 đến 800 binh sĩ. Trận đánh này là lần đầu tiên trong lịch sử thủy quân của người Việt chiến thắng trước một hạm đội châu Âu. Về trận chiến này, sách Đại Nam Thực Lục ghi chép như sau: bấy giờ, giặc Ô Lan, tức Hà Lan, đậu thuyền ngoài biển, cướp bóc lái buôn. Quân tuần biển báo tin, chúa đương bàn kế đánh dẹp. Thế tử, tức Nguyễn Phúc Tần, tức thì mật báo với trưởng cơ Tôn Thất Trung, con thứ tư của chúa sãi Nguyễn Phúc Nguyên, vốn tên Nguyễn Phúc Trung, sau vì nghe lời Tống Thị là vợ của Khánh Quận Công Nguyễn Phúc Kỳ mà âm mưu phản loạn, bị giết, tức Tông Tịch, ước đưa thủy quân ra đánh. Trung lấy cớ chưa bẩm mệnh, ngần ngại chưa quyết. Thế tử tự đốc xuất chiến thuyền của mình tiến thẳng ra biển. Trung bất đắc dĩ cũng đốc xuất binh thuyền theo đi, đến cửa biển thì thuyền của thế tử đã ra ngoài khơi. Trung lấy cờ vẫy lại, nhưng thế tử không quay lại. Trung bèn giục binh thuyền tiến theo. Chiếc thuyền trước sau lướt nhanh như bay, giặc trông thấy thất kinh hoảng sợ. Còn tiến sĩ sử học Litana, sinh năm 1953, hiện đang công tác ở Trường Nghiên cứu Châu Á và Thái Bình Dương, Đại học Quốc gia Úc, tác giả cuốn Sứ Đảng Trong, Lịch sử Kinh tế Xã hội Việt Nam Thế kỷ 17 và 18, nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành năm 1999, thì viết, những người Hà Lan sống sót đã chỉ trích nặng nề viên chỉ huy của họ là đã không lường trước được cuộc tấn công của kẻ địch. Trong cả hai trận chiến, năm 1642 và 1643, các cuộc tấn công bất ngờ của họ Nguyễn đã đặt người Hà Lan vào thế thủ ngay từ giây phút đầu. Theo tiền biên, họ Nguyễn đã chuẩn bị kỹ lưỡng vì đã nhận được báo cáo từ một đội đặc biệt gọi là Tuần Hải, thêm vào là các trạm gác dọc bờ biển. Ba là, trận hải chiến năm 1847 bước thăm dò của thực dân Pháp. Từ năm 1825 đến năm 1839, bên cạnh việc cấm đảo, vua Minh Mạng còn khá mạnh tay với việc diệt đạo, tổng cộng có 4 giám mục, 9 linh mục ngoại quốc, 20 linh mục người Việt và hàng trăm giáo dân bị sát hại. Mượn cớ đó, người Pháp nhiều lần phái các tàu chiến đến thị uy và gây hấn trên vùng biển Việt Nam, đặc biệt là lần khiêu khích trước cửa biển Đà Nẵng vào năm 1847. Tháng 3 năm 1847, một hạm đội Pháp kéo đến Đà Nẵng để phô trương thanh thế, yêu cầu nhà Nguyễn phải cho tự do buôn bán và truyền đạo. Thuyền trưởng và giáo sĩ Pháp ngang nhiên đi thẳng vào công quán đe dọa, nhằm khiêu khích thủy quân nhà Nguyễn, lấy cớ đánh Đại Nam. Ngày 18 tháng 3 năm 1847, hạm đội Pháp vẫn nổ súng tấn công, chỉ trong chốc lát bắn chìm 5 chiếc tàu bọc đồng của thủy quân nhà Nguyễn rồi rút chạy ra khơi. Biết tin, triều đình Huế đã gấp rút tăng cường phòng bị. Vua Thiệu chỉ điều động một lực lượng thủy binh lớn với nhiều thuyền chiến từ Huế ra tăng cường cho cửa biển Đà Nẵng.
huy động thêm binh lính ở các tỉnh vào phối hợp với lực lượng tại chỗ của tỉnh Quảng Nam để bảo vệ cửa biển và sẵn sàng nghênh chiến với tàu Pháp. Sách Đại Nam Thực Lục Chính Biên chép về sự kiện này như sau: Đinh Mùi, Thiệu Trị năm thứ 7, tức năm 1847, mùa xuân, tháng 3. Quân thuyền của người Tây Dương sinh sự ở cửa biển Đà Nẵng. Vua Ngự Điểm Vũ Hiền sai ngay đô thống Hữu Quân Mai Công Ngôn, tham tri bộ hộ Đào Chí Phú đem biển binh ba vệ Vũ Lâm, Hồ Oai, Hùng Nhuệ đều đến ngay chỗ cửa biển. Lại sai thự trưởng vệ thủy sư Phạm Xích, thự lang trung bộ binh Vũ Duy Ninh quản lĩnh 4 chiếc thuyền đồng chạy đến ngay phận bể Trà Sơn để xa làm thanh ứng. Gặp ngay thuyền ở kinh chạy đến ngoài biển, người Tây Dương đến ngay chỗ quân Đào Chí Phú giả cách xin hòa, Chí Phú cũng tin, đóng quân không hành động gì. Đến ngày hôm sau, giờ ngọ, bọn Tây Dương tự nhiên nổ súng ầm ĩ, dồn bắn cả vào thuyền quan. Quan quân giở tay không kịp, 5 chiếc thuyền đồng chốc lát đều bị đắm mà vỡ cả. Lãnh binh Nguyễn Đức Trung, hiệp quản Lý Điền đều chết ở trận, biển binh chết hơn 40 người, bị thương hơn 90 người, còn 104 người không biết trôi dạt đi đâu, súng và khí giới chỉ mất rất nhiều, 10 cỗ súng Chu Y bằng gang, 3 cỗ súng Trấn Hải bằng gang, 15 cỗ súng Quá Sơn bằng đồng, các khí giới chỉ mất rất nhiều. Hôm sau thuyền Tây Dương dương buồm chạy đi. Phân tích sâu hơn về trận chiến này và căn cứ vào nguồn tư liệu ít ỏi còn lại, các nhà nghiên cứu cho rằng tàu thuyền quân sự và dân sự của nhà Nguyễn gồm 3 loại: tàu thuyền dùng mái chèo, tàu thuyền dùng buồm và tàu bọc đồng chạy hơi nước. Tàu bọc đồng chạy hơi nước có từ thời Gia Long, tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng cho rằng tàu đồng này chỉ là học theo cách phương Tây và không thể hiện đại được như các tàu châu Âu. Còn trong cuốn Nguyễn Phúc Tộc Đế Phả Tường Giải Đồ, cuốn sách hiện vẫn còn được lưu giữ tại gia đình ông Nguyễn Phúc Ưng Viên, một hậu duệ của hoàng đế Minh Mạng, thì tàu hơi nước dù rất hiện đại nhưng cũng chỉ dùng để vận tải là chính, rất ít khi dùng làm tàu chiến. Như vậy, trận chiến này tuy không thiệt hại quá nhiều cho lực lượng hải quân cả nước nhưng nó chỉ ra 3 vấn đề chính yếu. Một là dã tâm xâm lược của thực dân Pháp và cách thức xâm lược sẽ từ đường biến tiến vào. Hai là sự chênh lệch khá lớn về mặt khí tài dù trước đó Triều Nguyễn cũng đã rất chú ý đến việc hiện đại hóa hải quân. Ba là Triều Nguyễn luôn có ý thức và kiên cường trong việc phòng thủ biển đảo trong giai đoạn trước khi bị thực dân Pháp xâm chiếm, đô hộ. Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận đây cũng chỉ là hành động gây hấn ban đầu của thực dân Pháp, mở đường cho các trận hải chiến căng thẳng tiếp theo mà đỉnh điểm là trận chiến thành Điện Hải năm Mậu Ngọ, tức năm 1858. 4 là trận hải chiến Điện Hải An Hải năm 1858 phát súng mở màn cuộc xâm lược của thực dân Pháp. Đà Nẵng là một vị trí trọng yếu về chính trị, quân sự, kinh tế của nước ta. Ngay từ thế kỷ 19, nhà Nguyễn đã nhìn nhận vai trò của Đà Nẵng như sau: bến Đà Nẵng rộng, tàu Tây dễ đậu, lại có núi bao bọc, không có sóng gió nên dễ neo tàu. Người Tây bấy lâu nay họ thường đậu tàu lại, không kể phép tắc triều đình. Hơn nữa, Đà Nẵng gần đường quốc lộ, gần làng mạc, gần kinh thành, Đà Nẵng là then chốt của nước ta, cho nên người Tây muốn chiếm lấy. Từ đó, nhà Nguyễn đã đặc biệt chú trọng phòng thủ cửa biển Đà Nẵng bằng việc xây dựng 2 thành trì Điện Hải và An Hải ở hai bên cửa biển Đà Nẵng nhằm canh giữ, phòng thủ, bảo vệ an ninh biên giới biển cho vùng đất này. Sách sử ghi chép lại cho biết đây là 2 cụm pháo đài, thành lũy đặc biệt quan trọng của vùng đất phía Nam Hải Vân Quan. Sau nhiều năm dài lam le, gây hấn tìm cách xâm lược nước ta, ngày 31 tháng 8 năm 1858, quân Pháp liên minh với Tây Ban Nha đem 14 tàu chiến, 3.000 quân, dưới sự chỉ huy của Rigo de Gimili tiến vào cửa biển Đà Nẵng. Sáng ngày 1 tháng 9 năm 1858, Rigo de Gimili lập tức gửi tối hậu thư cho viên tấn thủ Đà Nẵng, hẹn trong 2 giờ phải nộp ngay các pháo đài cho Pháp. Phía Nam triều im lặng không trả lời. Sau 2 giờ đồng hồ, Rigo lập tức lệnh cho các pháo hạm triển khai đội hình tấn công quân Việt. Tất cả các tàu chiến của Pháp chia làm 2 cánh đồng loạt bắn phá các đồn bót, thành lũy Việt. Cờ Pháp rồi cờ Tây Ban Nha được lần lượt kéo lên trên đỉnh cột buồm lớn nhất của soái hạm Nemesis, đó là hiệu lệnh cho tất cả các tàu đồng loạt nổ súng. Các thành Điện Hải, An Hải nhanh chóng trở thành mục tiêu bắn phá của đại bác địch từ các chiến hạm vào. Sau nửa tiếng đồng hồ nã pháo dữ dội và hoàn toàn trúng đích, tất cả các pháo đài của nhà Nguyễn tại Đà Nẵng bị tắt ngấm, kể cả thành Điện Hải. Quân đổ bộ của các tàu Nemesis, Flezeton và Primogay và một nửa số quân của đội công binh Pháp dưới sự chỉ huy của đại tá Rebot lập tức nhảy lên bờ đánh chiếm 2 thành lũy này. Rio cũng theo cánh quân này đánh thẳng vào chính diện thành Điện Hải, An Hải và các đồn phụ cận. Tuy nhiên, việc quân Pháp áp sát và chiếm đồn lũy của nhà Nguyễn không dễ dàng. Phía ngoài lũy được vây bọc bởi những hàng rào tre dày đặc, kết nối với các lùm bụi tùm và rậm rịt. Trước và bề mặt chiến lũy quân Nam bố trí rất nhiều chướng ngại vật và cắm trông bằng thân tre vót nhọn hun lửa. Thêm vào đó, lính Nam với giáo dài, cung tên ẩn nấp đằng sau chiến lũy đang sẵn sàng nghênh chiến. Cuộc chiến tại thành Điện Hải diễn ra khá ác liệt. Trong đêm ngày một rạng ngày 2 tháng 9 năm 1858, để chuẩn bị cho cuộc tấn công quyết định vào thành Điện Hải ngày hôm sau, thuyền trưởng Raybot cùng với kỹ sư thủy đạo Perloa đã dùng thuyền nhẹ tiến hành đo độ sâu của vịnh Đà Nẵng về phía Tây Nam. Trong những ngày đầu tiên đánh Đà Nẵng, quân viễn chinh Pháp luôn có nhiều phương tiện để thăm dò lực lượng Nam triều trước khi tấn công, thậm chí đã dùng cả khinh khí cầu để dò thám cách bày binh bố trận của đối phương.
Sáng ngày 2 tháng 9 năm 1858, năm pháo hạm Alarm, Avalan, Fuse, Dragon, Michai cùng chiến hạm Encano của Tây Ban Nha dưới quyền chỉ huy của Raybot đã đồng loạt tấn công thành Điện Hải, làm sập một góc thành này và nổ tung kho thuốc súng ở đây. Thành bị thủng, thiếu tá Khaure Giberi xua quân tiến sâu vào cửa sông Hàn, đồng thời đưa chiến thuyền đậu sát thành Điện Hải. Toàn bộ hệ thống phòng ngự của nhà Nguyễn tại tả ngạn sông Hàn và thành An Hải cũng đã thất thủ trước đó. Tuy nhiên Khaure Giberi không dám mạo hiểm chiếm giữ Điện Hải. Sau khi phá thành, y đưa quân về đóng tại căn cứ trên bán đảo Tiên Sa. Để bảo vệ sườn trái của quân Viễn Chinh, hai tàu chiến Dragon và Encano rời vũng thùng ra thả neo gần bán đảo Tiên Sa, trong khi sườn phải dựa vào thành An Hải ở phía đông được hai đơn vị bộ binh Pháp và một nửa đơn vị Tây Ban Nha đóng giữ đề phòng Nam Triều đánh úp. Sau hai ngày tấn công liên quân Pháp, Tây Ban Nha làm vô hiệu hóa các pháo đài, đồn, bảo kiên cố nhất trong hệ thống phòng thủ Đà Nẵng của nhà Nguyễn, thu giữ 450 khẩu đại bác bằng đồng và bằng sắt, trong số đó có nhiều khí tài thu tại thành Điện Hải theo đánh giá của Rigo. Đại bác bằng đồng nhiều hơn và nói chung là rất đẹp. Các đại bác của đối phương vừa mới đặt lên giá cao. Trang bị pháo binh của họ rất hoàn chỉnh và tốt hơn nhiều so với những gì tôi thấy ở Trung Hoa. Pháo đài phía Tây, Điện Hải, gồm một xưởng pháo binh lục chiến, những đại bác bằng đồng cỡ bằng 6 và 9, giá súng đặt trên những bánh xe cao, rất phù hợp với đường xá gồ ghề của xứ này. Số chiến lợi phẩm thu được, những đại bác bằng sắt thì bị quân Pháp phá hủy, đại bác bằng đồng thì chúng trở ra các chiến hạm. Vì cũng chọn hai khẩu đại bác bằng đồng rất đẹp để dâng lên nữ hoàng Tây Ban Nha và vua Pháp. Khi quân Triều Nguyễn do Đào Chí chỉ huy tiến đến Đà Nẵng thì cả An Hải và Điện Hải đều rơi vào tay giặc. Vua Tự Đức một mặt giao quyền cho Đào Chí chỉ huy quân lực nơi đây, mặt khác cho luận tội những người để thất thủ các thành và bảo ở Đà Nẵng. Tôn Thất Phan trấn thủ thành An Hải, Tôn Thất Cháy trấn thủ thành Điện Hải và 8 viên quan khác đều bị cách chức nhưng cho cơ hội lập công chuộc tội. Tuy nhiên, một điều không thể phủ nhận là tuy Nam Triều thất bại trong cuộc hải chiến này nhưng tinh thần và quyết tâm chiến đấu binh lính Nam Triều không hề suy giảm. Bằng chứng là chỉ một thời gian ngắn sau, khi Nguyễn Tri Phương đến chấn nhậm nơi này, ông đã áp dụng chiến thuật giặc lấy chiến làm lợi, ta lấy thủ làm lợi. Xin lấy thủ làm chiến, đắp thêm đồn lũy, để dần dần tiến đến gần giặc và ngăn chặn thành công bước tiến của thực dân Pháp trong 18 tháng liên tiếp. Cuối cùng, tháng 3 năm 1860, thực dân Pháp đành phải rút quân khỏi Đà Nẵng và không quay lại tiến công quân sự nơi này thêm lần nào nữa. Không chỉ các nhà sử học trong nước mà chính các nhà sử học nước ngoài cũng có chung quan điểm rằng sức mạnh khí tài và quân sự của các vua nhà Nguyễn về sau ngày càng trở nên yếu thế trước người Tây Dương. Điều này thể hiện khá rõ nét qua những nhận định của tiến sĩ sử học Suboi Yoshinaru trong cuốn sách Nước Đại Nam đối diện với Pháp và Trung Hoa. Như vậy, cùng với những vấn đề nội tại như sự bảo thủ, khép kín của triều đình, mâu thuẫn với nhân dân lao động khiến các cuộc khởi nghĩa nông dân xảy ra khắp nơi làm suy yếu phần nào thực lực của triều đình thì sự chênh lệch về khoa học công nghệ, kỹ thuật chính là những nguyên nhân khiến nhà Nguyễn nhanh chóng thất thủ trước thực dân Pháp. Năm là hải chiến năm 1883 với thực dân Pháp xâm lược. Trận hải chiến cửa Thuận An diễn ra vào ngày 20 tháng 8 năm 1883. Có thể nói một cách hình tượng, nếu trận chiến thành Điện Hải, Đà Nẵng diễn ra vào ngày 1 tháng 9 năm 1858 là phát súng mở đầu cho việc xâm lược nước ta từ phía biển thì trận hải chiến tại thành trấn Hải chính là phát súng hoàn tất công cuộc xâm lược đó. Thành trấn Hải là tòa thành án ngữ cửa biển Thuận An, một công trình quân sự đặc biệt được nhà Nguyễn đặc biệt chú trọng. Thời điểm thực dân Pháp tiến đánh cửa Thuận An, thành trấn Hải đã được xây dựng theo kiến trúc vô băng với diện tích khoảng 5.000 m², bố phòng rất vững chắc, đễ thủ khó công. Thành được xây bằng gạch, chu vi 302,04 m, cao 4,40 m, dày 12,60 m, có hai cửa, cửa chính nhìn về hướng nam, cao 2,60 m, rộng 2,16 m và cửa phụ ở mặt sau. Trên thành bố trí 99 ụ súng, quanh chân thành là hệ thống hào rộng 9,04 m, sâu 2,40 m. Về phía thực dân Pháp, thời điểm tấn công cửa Thuận An là khi chúng đã chiếm Gia Định năm 1859 và các tỉnh Nam Kỳ năm 1867, sau đó đánh chiếm Bắc Kỳ hai lần vào các năm 1873 và 1882. Cuối cùng, khi biết tin vua Tự Đức băng hà và triều đình lục đục, tận dụng thời cơ đó, thực dân Pháp quyết định tấn công vào cửa biển Thuận An nhằm uy hiếp kinh đô Huế, ép nhà Nguyễn phải ký hòa ước theo sự sắp đặt của chúng. Trong trận chiến năm 1883 này, lực lượng đổ bộ của Pháp có khoảng 1.000 lính dưới quyền chỉ huy của đô đốc Amédée Coppée tiến công các pháo đài ven biển có nhiệm vụ bảo vệ đường thủy tiến vào kinh đô Huế. Tháng 8, đô đốc Coppée rời vịnh Hạ Long chỉ huy các tàu chiến Bayard, Le Talang, Le Saturno, La Namite, Le Drac cùng với hai hộ tống hạm Le Linh và La Vipère. Các tàu chiến chở quân đổ bộ là tàu Bayard và Le Talang. Tàu Le Saturno chuyển vận hai đại đội thủy bộ binh, một đại đội lính tầm người An Nam dưới quyền chỉ của các sĩ quan đại úy Pháp Monius, Sorin và Vedigay, một sĩ quan chỉ huy doanh trại thống đốc, hai đội trọng pháo do đại úy hải pháo Lus sĩ quan tiếp vận của thống đốc chỉ huy và 100 lao công người An Nam. Tổng cộng hạm đội Pháp có khoảng 1.000 người. Ngày 16 tháng 8 năm 1883, hạm đội Pháp vào cảng Đà Nẵng, tới ngày 18 tháng 8,
đoàn tàu chiến thả neo trong vùng cảng Thuận An. Vào lúc 5 giờ sáng ngày 20 tháng 8, cơ bay ra lệnh pháo kích các hải đồn phòng thủ của biển Thuận An. 30 phút sau đó, đội quân thủy bộ đầu tiên do Pối Lawe, phó hạm trưởng tàu L. Atalang chỉ huy đổ bộ lên bờ và tiến chiếm ngay hai hải đồn. Đến 8 giờ sáng ngày 20 tháng 8, tất cả đại đội thủy bộ binh đều đổ bộ lên bờ và tiến sâu vào làng và bao vây đại hải đồn Trấn Hải. Quân Pháp chỉ có một sĩ quan và 5 binh sĩ bị thương. Quân Nam bắn lại suốt ngày hôm đó nhưng do vũ khí quá thua kém nên đến cuối ngày các pháo lũy đều bị phá hủy. Lực lượng phòng thủ bị tổn thất hết mà quân Pháp không bị thiệt hại gì. Các hải đồn ở đảo Cây Dừa và ở mặt phía Nam chống trả mạnh mẽ nhưng cũng bị tàu chiến và hải quân Pháp bắn hạ vào buổi sáng ngày 21 tháng 8. Cuộc đánh chiếm Thuận An hoàn tất. Phía quân binh triều đình Huế có 600 tử trận và vô số bị thương. Các quan phòng giữ các hải đồn như quan Trấn Thành là Lê Sĩ, Lê Chuẩn tử trận, Lâm Hoành, Trần Thúc Nhân nhảy xuống sông tự tử. Quan Thương Bạc của triều đình Huế là Nguyễn Trọng Hợp yêu cầu ngưng chiến nhưng chỉ được quân Pháp chấp thuận với điều kiện là quan binh Đại Nam phải rút lui ra khỏi tất cả các đồn phòng thủ cửa biển Thuận An và các đồn bót dọc trên tuyến đường Thuận An đi vào Huế cũng như phải trả lại hai tàu chiến Le Scorpion và Le De Intrepido mà người Pháp đã trao tặng cho Hoàng đế Tự Đức năm 1874. Sau khi mất cửa Thuận An, dưới sức ép quân sự của Pháp, ngày 25 tháng 8, nhà Nguyễn phải chấp thuận ký hòa ước Hamon với Pháp, theo đó chấp thuận sự bảo hộ của Pháp tại Bắc Kỳ. X51 Story luận bàn. Trong hơn 600 năm tồn tại tính đến ngày nay, cửa Thuận An không chỉ chứng kiến hai cuộc chiến bảo vệ biên giới, biển đảo của người Việt mà còn nhiều nữa những trận đánh khác chống trả, đánh đuổi cướp biển, bảo vệ sự bình yên của người dân và đất nước. Hai cuộc chiến với người Tây Dương trong lịch sử, thắng có, thua có nhưng dù kết quả có thế nào thì ánh lên trong ngàn lớp sóng biển Đông vẫn là tinh thần bất khuất, là quyết tâm đánh đuổi ngoại xâm của người dân đất Việt và tinh thần ấy vẫn sẽ trường tồn với đất nước, với con người Việt Nam mãi mãi. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.